Từ San Jose miền Bắc của bang California, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023, đáp lời mời họp đóng góp ý kiến và làm sáng tỏ vấn đề về việc chào cờ đầu năm tại tiền đình của tòa thị chính San Jose ngày 25 tháng 1 năm 2023 của bà Nguyễn Thị Đào, cô Hà Văn và cô Văn Lê, mời đại diện hội đoàn, quý nhân sĩ và đồng hương và các cơ quan truyền thông đã đến tham dự. Kính thưa quý vị, như quý vị đồng hương đã biết, một hiện tượng chưa từng xảy ra từ ngày chúng ta đặt chân lên vùng đất tự do Hoa Kỳ, đó là lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đã được giành quyền tổ chức lễ chào cờ đầu năm tại sân cờ tiền đình tòa thị chính San Jose ngày 25 tháng 1 năm 2023 do Liên hội cựu quân nhân Bắc California từng đảm trách hàng năm và là truyền thống của thành phố qua nghị quyết Resolution 17, Resolution 17 của tiểu bang California và của City Hall chấp thuận cho làm lễ thường kỳ vào ngày đầu năm. Chương trình buổi lễ chào cờ ngày hôm đó rất là lộn thuận và mất phần trang trọng do bà Hạnh Giao đại diện cho nghị viên khu vực 5, ông Peter Ortiz và đồng tổ chức với thị trưởng Matt Mahan và nghị viên khu vực 7 biên đoàn đứng ra tổ chức và điều khiển, làm mất đi phần trang nghiêm phải có mà còn tạo ra một làn sóng phẫn nộ ngay tại buổi lễ. Đó là không cho hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, kể cả không cho phát nhạc quốc ca Việt Nam Cộng Hòa như thông lệ nhằm gia tăng hào khí của bài tiếng gọi công dân. Tôi hợp tác với ban tổ chức nói lên những gì mà họ làm không đúng. Chúng ta bất đồng ý kiến về quan điểm nhưng không bất hòa và mong rằng chúng ta cùng đóng góp ý kiến và tranh đấu cho lẽ phải và là chính nghĩa. Chứ nói là bây giờ là chúng ta đặt câu hỏi trước rồi chúng ta sẽ nói về cái việc thỉnh nguyện thương sao. Mỗi một người chúng ta sẽ được cả 3 phút cho quý vị nha. Là kính chào tất cả quý quan khách. Tôi Trần Song Nguyên, một người lính từ năm vừa qua. Thưa quý vị, và tôi đã nhận thấy rằng đối với cá nhân tôi một cái sự rất là đau lòng là cái lá quốc kỳ của chúng ta và bài hát quốc ca của chúng ta đã không được tôn trọng một cách tuyệt đối. Khi đọc được cái tiêu đề là thành phố San Jose không cho hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa trong cái ngày thường kỳ đầu năm, cái tiêu đề đó là đã sai sự thật và với mục đích gì để mà đánh lừa dư luận của đồng hương cũng như là hướng dẫn đồng hương theo một cái chiều hướng riêng của quý vị. Làm mà ngày mùng 4 vừa qua đó thay vì mùng 2 Tết để chào cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, nó có một cái mưu tính chứ phải là không. Và nếu mà mưu tính này nó được năm nay thì sang năm sẽ hủy bỏ không còn chào cờ trong ngày đầu năm mà cái City Code của San Jose thời chấp rít và Madison đã công nhận rằng ngày mùng 1 cộng đồng Việt Nam được thượng kỳ và cái lá cờ đó được bay tung bay trong một tuần lễ. Quý vị đấy có sự chuẩn bị. Còn về việc hát quốc ca, tôi vẫn theo. Tôi thấy rằng khi mà cái cờ kéo lên gần 1/3 của cờ quốc ca chưa mở lời, cố ý hay vô tình thưa quý vị. Cái thứ ba, quý vị mặc niệm cái phút mặc niệm là anh linh tử sĩ những người hy sinh vì tổ quốc đến nằm trên lá cờ á, quý vị cầm cái cờ đó đứng tại chỗ mà quý vị mặc niệm, trừ trường hợp đó không có lần lễ chào cờ thì quý vị không có làm, muốn làm cái gì thì làm. Mà khi nếu quý vị để cho tiễn quốc kỳ đi ra khỏi cái thành phố rồi, quý vị cho mặc niệm, mặc niệm ai nữa, mặc niệm những người đứng đó, thì đó là những cái mà chúng tôi thấy rằng có sự chuẩn bị. Cộng sản chủ trương mềm đá cắn buộc, ngày hôm nay mềm xâm vào, nếu mà cứng quá thì buồn rồi. Luôn nay chiến thuật cộng sản đi như vậy, cộng sản đã áp dụng được Nam Cali, được Canada thì sẽ áp dụng được San Jose nếu chúng ta không phản ứng. Một bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa mà hát ba bè, thưa quý vị, đó là cái gì? Bà Hạnh Giao đã làm những cái trò nhục mạ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa.
Đó là lý do về cái mà quý vị đang thắc mắc là vì sao bảo rằng là không cho hát quốc ca. Nó là có sự thật như vậy. Chức vụ hội trưởng tiểu quân chiến thắng California. Tôi là người một trong bốn người cầm kỳ trong ngày thượng kỳ đầu năm. Và nếu các ông McMahon hoặc là biên đoàn không đúng, là tại vì theo tôi được biết, nếu anh Thọ có đồng ý với tôi là cái buổi ghi danh bắt đầu ghi danh tháng 11 và đến cuối tháng 12, chúng ta có kết quả là không. Yes hay no? Thì không thể nào cắt cứ những người tấn cử được là tại vì người ta mới bước vào tháng 1. Cái đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi không nghĩ rằng cô Hạnh Giao, tôi không binh cô ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng cô ta vì háo danh, háo lợi mà thôi. Cũng ôm tất cả những phần chào cờ đó về cho cô. Nếu cô là người khôn, cô chỉ cần bước đến nói rồi, các chú, các anh, các bạn hợp tác với tôi làm lễ như vậy. Trong đó có phần có lỗi, cô ta là người lỗi đầu tiên, không thể nào có hỏi được chuyện đó. Xin hết. Chúng tôi là hướng, hôm nay chúng tôi đại diện cho Hội Truyền thông Người Việt Bắc California. Chúng tôi xin nói với ông Lê Đình Thọ như vậy nè. Ông là tổng thư ký của Liên Hội. Chức vụ của ông là liên lạc với các hội đoàn, quân đội trong Liên Hội của Công Nhân. Đó là nhiệm vụ của ông. Và ông phải làm cách nào để đấu tranh cho bằng được. Chúng ta phải thường kỳ tại Thiên Linh vào những ngày Tết mà quyết định của thành phố đã cho chúng ta làm cái việc đó. Chúng tôi nói rất mạnh 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 dạng lúc này. Tại vì lực lượng thủ đức chúng tôi khi được đảm trách lễ thường kỳ. Ba vị không có chữ ký, không có mặt vào ngày hôm đó, tại cái buổi chào cờ đó, thì quý vị không có tư cách gì để mà nói hết. Chúng tôi là những người có tôi cầm cờ, bạn tôi cầm cờ, mà chúng tôi tổ chức cái buổi rước trời đó là nhờ chào cờ đó. Tuy rằng buổi chào cờ ba giáo cũng thuộc là do cô Hạnh Giao. Cái căm hờn, cái tức giận khi lái tàu bị sử dụng, chúng tôi là phải trong cái sự đau đớn. Thưa quý vị, lỗi này là do cô Hạnh Giao quá tham danh, tham lợi mà làm nên cái trò cười của tất cả mọi người có một điều sử dụng quốc gia, do quân đội của chúng ta. Từ đây Hạnh Giao hãy biến khỏi đi, và đó là lỗi Hạnh Giao. Nhưng không ai được quyền kết tội biên đoàn hay là áp bài hình vì những người đó không có cái lỗi gì hết. Được. Đúng như vậy. 70 năm đi lễ chào quốc kỳ Việt Nam từ năm 1953 cho đến bây giờ là 2023. Cái lễ chào quốc kỳ vừa rồi đó là một cái làm cho tôi rất là tủi hổ, rất là bất bình. Tôi không có tư thù gì với cá nhân bà Hạnh Giao cả. Nhưng làm cho cái buổi lễ chào quốc kỳ nó mất cái nghiêm trang, nó mất cái nghi lễ của tất cả những người Việt Nam phải lưu vong như chúng ta. Thì tôi cũng là người tham gia trong buổi chào cờ hôm đó. Kính thưa quý vị như thế này, cái điều này là do cô Hạnh Giao, cô tự ý lợi dụng cái chức vụ mà cô làm cho ông khu vực năm, thành ra cô mới bày ra những cái trò như vậy để giống như là sọc mũi dắt cộng đồng đi vòng vòng theo cái ý định của cô. Và cô làm việc, thật sự cô làm việc, theo tôi nhìn thấy là cô làm việc trong cái tôi của cô nhiều hơn là cộng đồng. Lý do rất duy nhất tại sao là phải đưa ông chồng mình lên, trong khi ông chồng mình không có một cái vai vế gì trong cộng đồng hết để cắm cờ. Mà cái đó là cái vinh dự của những cái người ở trong cộng đồng của chúng ta làm những chuyện đó, kể cả những chính khách ở trong CEO. Theo lời và cái thơ mời của cô đang, với lại một cách rất đơn giản thôi, là tôi đề nghị là chúng ta có biện pháp một cách là viết một cái thơ, không cần từng người thơ, tất cả cộng đồng đều ký tên mình dưới đây đề nghị ông khu vực Nam đưa cô ra khỏi cái chức vụ mà đã hỗ trợ cho ông, nếu ông còn muốn tái đắc cử lần nữa. Có mặt tại đây để chúng ta tìm một phương cách để mà làm sao năm tới hoặc là tất cả những chương trình trong cộng đồng của chúng ta ở đây có được một cái buổi chào cờ đúng ý nghĩa thiêng liêng, nhất là vào ngày Tết. Thưa quý vị, đó là cái mục đích của chúng ta có tại đây ngày hôm nay. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tây bang California.